Thưa quý vị, thời gian qua, Đà Nẵng đã không ngừng nâng cao năng lực cấp nước. Nhiều dự án được đồng loạt triển khai, qua đó nâng công suất các nhà máy và mở rộng mạng lưới cấp nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất của thành phố và sinh hoạt của người dân. Dự án quan trọng đầu tiên là nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ từ 170.000 khối một ngày đêm lên 290.000 khối một ngày đêm. Công nghệ xử lý nước tiên tiến hiện đại, kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng. Công trình được đưa vào vận hành khai thác từ cuối năm 2021. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn đối với Dawaco trong nỗ lực đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn, đầy đủ cho Đà Nẵng. Bởi hiện tại, một dự án quan trọng thứ hai đang được triển khai, quy mô đầu tư lên đến 360 tỷ đồng. Trong thời gian vừa qua, Dawaco đã làm hàng loạt các công trình. Thứ nhất là nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ lên 290.000 mét khối ngày đêm. Và tiếp tục là hiện nay đang đầu tư nâng công suất trạm bơm Mang Trạch từ 210.000 lên 420.000 mét khối ngày đêm. Và tuyến ống truyền tải nước thô từ An Trạch về nhà máy nước Cầu Đỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho thành phố. Đồng thời thì bên cạnh đó, Dawaco cũng đã đầu tư cải tạo một số tuyến ống, ví dụ như tuyến ống từ nhà máy nước Cầu Đỏ đi qua đường Thăng Long, rồi các tuyến ống đường Trường Sa, Hoàng Sa, các tuyến ống phía đông nam đang chuẩn bị đang khởi công thành phố. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung triển khai thi công cửa thu tại trạm bơm An Trạch. Đây là hạng mục quan trọng của dự án. Dawaco cũng đã tập kết ống D1200, sẵn sàng cho việc triển khai thi công tuyến ống nước thô dẫn từ trạm bơm An Trạch về nhà máy nước Cầu Đỏ, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm nay. Với cái đặc tính của công trình cấp nước này thì đơn vị nhà thầu cũng ý thức được cái vấn đề mà quan trọng. Cho nên là vấn đề về nhà thầu sẽ đảm bảo huy động được cái nguồn nhân lực cũng như là thiết bị để đảm bảo thi công đúng tiến độ cho công trình và đến dự kiến là đến cuối năm 2022. Các anh chị đều thấy đấy, hiện nay là chúng ta đã đứng trên trạm bơm phòng mặn của nhà máy nước An Trạch, thì hiện nay đã khởi công rồi. Thì dự kiến tổng đầu tư của trạm bơm phòng mặn nhà máy nước An Trạch và tuyến ống nước thô 1200 từ An Trạch về Cầu Đỏ, dự kiến kinh phí khoảng 360 tỷ đồng và thời gian hoàn thành cuối năm 2022. Tôi nghĩ rằng là khi mà hoàn thành các tuyến ống này thì năng lực cấp nước của thành phố Đà Nẵng là đến năm 2025 hay 2030 có thể nói là an toàn, và người dân thành phố cũng sẽ là không lo cái cảnh mà thiếu nước như những năm vừa qua. Với công suất 290.000 khối một ngày đêm của nhà máy nước Cầu Đỏ hiện tại, cộng với nhà máy nước Hồ Hòa Trung, Dawaco cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước thủy cục của thành phố. Nếu xảy ra tình trạng xâm nhập mặn, Dawaco sẽ đóng cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ và lấy nước từ trạm bơm An Trạch về. Với công suất 420.000 khối một ngày đêm của trạm bơm An Trạch, sẽ thừa sức cung ứng nước ngọt cho thành phố. Đó là chưa kể, nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000 khối một ngày đêm cũng sắp đưa vào vận hành. Năng lực cấp nước của thành phố càng được nâng cao, Đà Nẵng sẽ không xảy ra tình trạng thiếu nước và sẽ không tái diễn tình trạng nước nhiễm mặn.